Rồi, hello tất cả các em nha. Hôm nay là một bữa trưa, em là Hương Liên Đường đây. Thì trước mặt mọi người là cái núi chính giữa màn hình đó, là núi của Hồ Trong Vao, thuộc Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận quê em ha. Còn đây là núi Chấp Dung mọi người nè. Đó, ngay cái tay em chỉ nha. Đó là núi Chấp Dung nha. Đó, Chấp Dung. Đó, chính giữa màn hình mọi người đó là gọi là núi Chấp Dung. Trên đó là có châu, có ngọc điểm rất bông, mặt bông của Chấp Dung nó đẹp đó mọi người à. Đó, cái độ chấm tím của nó to lắm. Đó, đây là cánh đồng ruộng của em rất là thơ mộng nha. Đó, chuẩn bị vào mùa lúa gặt rồi. Thì đây là cảnh cảnh quen, ngắm cảnh mình khai vị ha. Vô đây, rồi mình đi vô đây nha. Đây. Nên em coi nè, mấy chậu rừng rừng đông tiến mà không bán nè. Mấy cây nhỏ rừng đông tiến nè. Mua mà thì rừng không bán, muốn giận không, muốn ngầu đó. Muốn đi tay không muốn chờ đó, bán không bán. Nói cực á, đây là cây đông tiến anh em. Nhiều lắm, mấy cây chip chip gì đó mà anh không có bán. Thì đây, đây cũng là một chậu rừng đông tiến luôn, khu quân đội. Khu quân đội 2 vậy nãy anh, khu quân đội 2. Đây là một mẹ một con ha, một mẹ một con đúng không? Nó ra cái con nè. Một mẹ một con anh em. Chắc lá rất đã nha. Nhưng mà hôm nay em không 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 có tạo ngọc điểm anh em à, em tạo cái khác. Hôm nay có một cái nó quyền lực hơn. Quyền lực hơn ngọc điểm chứ nếu mà bình thường là em tạo chậu này đâu. Đúng không? Em dùng tiền vô cây này anh em à. Đây là ngọc ngọc điểm rừng đông tiến nha anh em, một mẹ một con nha. Cây này hai nụ nè. Cây hai nụ năm nay nụ đầu tiên, nụ ra năm đầu tiên luôn. Đó. À, cây này cây ngành ngạnh nè, nguyên bản á. Đó. Cây này nguyên bản nha, ảnh bỏ vô chậu chậu nhựa nè. Cho nên người ta ở xa xôi không có chậu sành, ít chậu sành này mà người ta dùng kết hợp chậu này luôn. Hồi đó em đặt tên chậu nó bảo hiểm, giống như nó bảo hiểm luôn. Đó. Thì khi nào có tiền thì em tạo sao đi, giờ em ưu tiên thằng kia để đó đây. Hẹn hẹn khi nào có tiền. Còn không có tiền thì cứ để đó. Ở đây anh em, thì hôm nay ngay ngay bàn cái đá này thì cách đây một năm luôn. Thì 30 tháng 10 2022, thì hôm nay là 30 tháng 10 2023, tròn một năm luôn anh ha. Một năm được em mua cây sóc trắng nè, rồi một cây ngọc điểm giếng húng đúng không, với lại một cây sóc rừng Đông Giang, là ba cây cũng để trên bàn cái đá này luôn, tròn một năm luôn. Tối hôm qua cũng mới ngủ uống trà đây chứ đâu. Tối hôm qua là 29, còn hôm nay là 30 nè, 30 tháng 10 nè, tròn năm luôn á. Thì hôm nay em dùng tiền vào cây này. Đây là một cây sóc. Sóc cũng Đông Giang ha, rừng Đông Giang. Đông Giang. À, khu rừng Sa Lôn. Sa Lôn Đông Giang, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Cây này sóc sọc nha nè. Đó. Hai lá chọc rất đã nha, chọc kẻ nha, chọc đẹp nha. Còn lá chân này cũng có nè, đó mà mờ nha. Đây bên đây cũng có luôn nè. Đó, nó cũng có nè nha. Mà hai lá ngọn này lên thì ok hơn. Đó, thì hôm nay mình dùng tiền vô cây sóc này. Đó, chứ nếu mà không có sóc này thì em cũng tậu đi sau châu kia luôn rồi. Đó. À mọi người mà nói nếu mà mọi người không biết địa danh Sa Lôn thì mọi người gõ lên Google á, mọi người gõ là địa danh Sa Lôn là nó quẳng ra nha. Sa Lôn Hàm Thuận Bắc Bình Thuận là ra. Đó, thì trên ngay chỗ Sa Lôn là có khu mới một du lịch á, gọi là du lịch. À, khu di tích căn cứ tỉnh ủy Bình Thuận thời kháng chiến chống Mỹ. Đó, cho nó cũng du lịch luôn. Vẫn tiếp du lịch và tiếp ai tới ta vẫn tham quan, được gọi là tham quan á, nơi tham quan á. Thì đây là hôm nay mình chỉ tạo một chậu sóc này của ông anh thợ rừng nha mọi người. Đó. Sóc rất đã nha. Thì mình thấy sọc mình đã vip rồi, mình chỉ dùng lực cuối tháng cũng đuối rồi. Anh gọi lên nè, anh gọi lên là mua cây này. Đó, anh gọi lên là mua nhưng mà mình lên cái tạo cây này luôn. Tạo ưu tiên tạo cây này trước. Cho nên cây này mình chưa có mua mà anh cũng bán mà chưa có mua. Thì anh em nào có thích chậu này thì em để số điện thoại thử gọi cho em nha. Quẳng quẳng có bán nha. Năm nay là ra hoa năm đầu tiên. Đó, tờ tích luôn. Ra hoa năm đầu tiên nha. Cái là cây ngành ngạnh nha. Ngành ngạnh trên rừng nha mọi người. Cây rất đã nha, một mẹ một con. 3 2 2 2 2 nụ bông năm đầu tiên. Đó, còn cây này là mình đã sở hữu rồi nha. Từ nãy mình đưa tiền rồi mình mới quay clip nè, đó. Sốc rất đã nha. Anh chồng cũng đơn giản mà. Cái này các kỳ đá nè. Các kỳ đá có bài thuốc là trị đau đau lưng, ngâm rượu ha. Ngâm rượu sắc nước. À, ngâm rượu sắc nước gan, uống độc gan. À, nhưng mà người ta nói mình sao nó ngon hơn không sao đúng không? Sao mình sao qua cho nó thơm á, nó ra chắc ngon hơn nữa. Uống nó thơm giống như đậu đen mình ra mình sao cho mình máu nước uống nó thơm hơn là không sao. Đó, đây chặt kẽ nha anh em. Cứ thế cũng phải cố gắng dồn tổng lực tiến công vô cây này. À, cũng cảm ơn anh thợ rừng nha. Đó, anh em. Đó. Mọi người kéo mà clip trong quá khứ cách đây đúng một năm luôn á,
Tại vì trong cái phần đăng nó có lịch sử thời gian nó hiện luôn mọi người ạ. Là 30 tháng 10 năm trước, hôm nay cũng 30 tháng 10 luôn. Tròn kỷ niệm 1 năm luôn á. Cũng cái duyên cũng hay á. Hôm nay cũng lên chậu được chậu sóc sọc nè. Đó, cái này 1 năm thì chậu được 3 chậu, mà năm nay được có 1 chậu à. Một chậu này số tiền còn hơn 3 chậu năm trước mà tậu nữa. Đó, càng đét luôn nha anh em. Đam mê anh em ơi, đam mê khổ lắm trong xuống rồi nha. Đó. Này mấy cây ngọc điểm đồng tiếng này em nói anh em đó. Cây này không bán nè, trong kia nữa. Đây đây đây, đây. Đó, đã đó. Mà nó bán đâu. À, cây này có cây tâm bao sắc lá sập mà cũng đang lên mọi người à. Đó, đang lên. Mà anh chưa có bán tâm sắc. Tâm bao sắc là anh chưa có bán. Đó. Rồi, đó cây đồng tiếng nè. Đó, cây này khu đồng tiếng nè. Đó. Nếu mà ông anh của em mà ông anh khách của em nếu mà có xem clip này cũng biết đây là đồng tiếng nè, mà tại vì ông anh không có bán, nếu mà ông có bán là em cũng tậu cho anh rồi nha anh ấy. Anh khách biết của em á. À. Tây Ninh núi Bà Đen. À, nếu anh xem video này là anh sẽ biết nè. À, mà tao không có bán anh nè. À. Rồi, em sẽ tắt clip nha, em chạy về, trưa nắng quá anh em à. Rồi, cảm ơn em đã xem video nha. Nhớ đăng ký subscribe kênh cho Hương Liên Rừng nha mọi người.